Chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông Để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé Ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái dự án cực kỳ là mới và cực kỳ là ngon Chúng ta sẽ nhận 5 triệu cái token là LKC từ một cái dự án Nuki Eco à, Thì đây là một cái dự án rất là tiềm năng thì uh, mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm thông tin về cái dự án này để cho các bạn hiểu thêm về cái uh, thông tin về, về cái dự án này nhé may mắn đến từ nền tảng Phượng Hoàng mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng thông báo danh sách trắng của uh, Sen Rau mở lúc 15 tháng 2 năm 2022 vào lúc 20 giờ giờ New York rồi mình sẽ kéo lên là mình sẽ tìm hiểu thông tin nhé Uh, đây được thành lập bởi các doanh, nhật, doanh nhân thành đạt trên toàn thế giới nhằm biến tiềm năng ứng dụng của công nghệ cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện thành hiện thực chúng tôi đến từ Hoa Kỳ Mỹ Latin Trung Đông và châu Á tất cả chúng ta đều quan tâm đến các xu hướng và công nghệ mới để thay đổi thế giới khái niệm uh, Folex và đồng tiền mã hóa liên quan đến Lucky Coin viết tắt là LKC ra đời từ tham vọng đó. Đây, ở đây là những cái thông tin. À, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái nguồn tổng cung. Nguồn tổng cung của nó là 100 một à, 1000 tỷ. Nhá, yeah, 1000 tỷ nhé các bạn. Và hợp đồng thông minh Smart smetchen. BSC tên Lucky Coin mã thập phân là 8, mạng BSC, địa chỉ hợp đồng nhé, chúng ta sẽ có cái địa chỉ hợp đồng. Mã thông báo phân bổ này, cộng đồng 38%, người sáng lập 15%, đội ngũ kỹ thuật 5%, danh số tập trung 15%, nhóm phát triển 10%, tiếp thị 5%, dịch vụ và sản xuất 10%, tư vấn và pháp lý 2%, đó, để có chia phần trăm rất là rõ ràng. À, các bạn kéo lên tính năng sổ số, này, vé số giá trị tối thiểu 5 10.000 NKC mỗi tài khoản sẽ được mua không giới hạn số lượng nhưng tối đa là 100 vé một lần, một lần mua. Thời gian quay số 24 giờ. Chiết khấu phần trăm khi mua vé số, 20 vé một giảm giá, 50 vé giảm 2%, 100 vé giảm 5%. 40% của nhóm số số phù hợp với 6 này. Đấy cái này thì các bạn sẽ tìm hiểu nhé Hoa hồng giới thiệu này. Thành viên tích cực Rồi cái này những cái này thì các bạn nghiên cứu sau nhé Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đăng ký tài khoản để chúng ta cờ lam Và chúng ta nhận 5 triệu miễn phí từ cái dự án này Các bạn kéo lên trên Các bạn bấm vào phần kiếm 5 triệu uh, LKC miễn phí Các bạn kích vào đây Rồi ở đây chúng ta sẽ tạo tài khoản nhé các bạn uh, Chúng ta sẽ ghi tên họ và tên này À, các bạn viết uh, có dấu hoặc không dấu cũng được nhé. rồi bên dưới các bạn điền cho mình cái địa chỉ email, các bạn điền địa chỉ email chính xác nhé, để sau này chúng ta còn uh, những cái vấn đề xác minh tài khoản nữa. rồi mật khẩu, bên dưới các bạn nhập lại mật khẩu cho mình. rồi sau đó thì các bạn đánh dấu tích vào đây cho mình. rồi bấm vào tôi chấp nhận tất cả nhé, uh, các điều khoản. rồi sau đó các bạn bấm tài đăng ký tài khoản rồi như vậy là đã tạo tài khoản thành công à, tình trạng là đang chờ xử lý các bạn kích vào kiếm may mắn miễn phí nhé đây các bạn bấm vào uh, lucky free rồi như vậy là chúng ta đã xong các cái bước tạo tài khoản à, và bây giờ thì để chúng ta nhận được cái uh, đồng một năm triệu cái đồng token NKC này về ví thì các bạn phải copy cái link này, các bạn copy cái link này cho mình. rồi sau đó thì các bạn mở cái các bạn mở cái ví chốt Coinnet ra nhé, thì các bạn có thể làm ở trên cái ví chốt Coinnet hoặc là MetaMask đều được. nhưng yêu cầu các bạn phải trong cái đồng ví các bạn có cái đồng BNB các bạn phải có ít nhất là một đô nhé để chúng ta làm phí ra. OK, các bạn bấm vào cái mục đáp cho mình sau đó các bạn dán cho mình cái link mà chúng ta vừa copy các bạn dán vào đây rồi sau đó thì các bạn bấm vào phần hoàn tất hoặc là truy cập nhé rồi sau đó thì các bạn bấm ở cái phần này các bạn đổi cho mình cái mạng uh, Smart Chain. rồi ở bên dưới này các bạn đăng nhập cho mình cái tài khoản chúng ta lấy tạo tài khoản nhé các bạn nhập cho đúng cái tài khoản chúng ta lấy đăng ký tài khoản rồi bên dưới các bạn nhập mật khẩu cho mình sau khi nhập mật khẩu xong thì các bạn bấm vào sign in rồi chúng ta sẽ bấm kết nối ví ví rồi như vậy là đã, đã kết nối ví thành công nhé rồi bây giờ thì các bạn kéo lên cho mình ở à, đây là cái địa chỉ ví của mình này đã kết nối với ví nhé rồi sau đó thì các bạn bấm vào sen này cho mình. Rồi nó sẽ yêu cầu mình là cái gọi hợp đồng thông minh thì cái này nó sẽ trừ cái phí ga, phí ga của nó là à, quy từ cái đồng BNB là quy ra đô được mất khoảng 0,82 đô nhé. Như vậy là 0,2 à 0,82 đô nhé, chưa đến một đô nhé các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm chấp thuận cho mình rồi như vậy là chúng ta đã cờ lam và xong và chúng ta nhận 5 triệu cái đồng token nhé và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái uh, cái cái token này vào trong cái ví chút. violet để lấy cái mã hợp đồng thì các bạn bấm vào ba gạch ở trên này các bạn bấm vào phần token rồi ở đây thì nó có cái cung cấp cho chúng ta cái mã hợp đồng và những cái thông tin của cái token này thì các bạn copy cho mình cái mã hợp đồng này rồi các bạn quay trở lại nhé Các bạn tắt cái, cái, dấu cộng này đi Sau đó thì các bạn quay trở lại phần ví Các bạn bấm vào phần hai gạch ở trên đầu này Tiếp theo các bạn dán cho mình cái địa chỉ hợp đồng vào Rồi sau đó các bạn bấm tự thêm các đồng tiền mã hóa Rồi cái mạng lưới này các bạn đổi cho mình cái mạng Smart Chain Phần địa chỉ hợp đồng các bạn dán cho mình cái địa chỉ hợp đồng vào Và cái tên token nó là NKC nhé Các bạn bấm làm xong này rồi như vậy là chúng ta như vậy là mình đã nhận được 5 triệu cái đồng token NKC về ví thành công sau khi mà chúng ta cờ lam để để nhận được cái này thì mất khó chưa đến một đô nhé các bạn chưa đến một đô đã nhận được 5 triệu cái đồng token NKC đây là một cái quà tặng từ cái dự án này rất là hợp lý với cái giá đô rồi bây giờ thì các bạn quay trở lại cho mình các bạn bấm vào mục đáp. Tiếp theo các bạn bấm trở lại cái link lúc nãy chúng ta cờ làm. Sau đó các bạn bấm mũi tên chúng ta quay trở lại. Rồi ở đây các bạn kéo lên để tuyển Z nhé. Để tuyển giới thiệu thì các bạn lấy link giới thiệu để các bạn bấm vào phần Z link. Các bạn kéo lên. Ở đây là cái link giới thiệu của các bạn nhé. Các bạn copy cái link này và các bạn chia sẻ lên Facebook, Zalo chia sẻ cho bạn bè để làm à, mọi người cùng nhận mỗi người 5 triệu cái đồng tốc tiền này thì hiện tại chưa có thông tin cái dự án này nít trên sàn hay là ở uh, hay là giao dịch nhé thì cho nên là khi nào có những cái thông tin mới nhất về cái dự án này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở trên kênh à, các bạn hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những cái thông báo mới nhất trên kênh của mình nhé rồi ok thì cái video chia sẻ cái kèo nhận 5 triệu cái đồng token NKC từ cái dự án Noki Coin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.